Gần đây, quen phạm đã đăng tải hình ảnh mẹ ruột là cố ca sĩ Phi Nhung, với lời nói đặc biệt dành cho người mẹ quá cố khiến cho khán giả không khỏi xúc động. Sau gần một năm Phi Nhung qua đời, người thân và người hâm mộ vẫn không thể nguôi ngoai nỗi nhớ đến cố ca sĩ, một người phụ nữ đa tài, nhân hậu gần đây, bất ngờ quen phạm đăng tải nhiều bức ảnh cũ của mẹ, cùng lời nhắn nhủ chân thành, đã làm cho khán giả không khỏi xúc động. Cụ thể, bài đăng cùng nội dung mà quen dành cho người mẹ đăng kính như sau: Qua 3 năm rồi con mới ôm mẹ lại được, chỉ có được 2 đến 3 phút trong mơ nhưng cũng không sao con đã mãn nguyện rồi, con thương và nhớ mẹ mãi mãi. Sau khi xem bài đăng này, khán giả bày tỏ nỗi xót xa đến ca sĩ xinh đẹp nổi tiếng mang tên Phi Nhung và không quên gửi lời an ủi đến con gái Wendy như sau. Cô lên em nha, mẹ về thăm em như ước nguyện rồi đó, bữa nay cô cũng nhớ mẹ Nhung của Wendy quá. Giờ này năm ngoái mẹ Nhung con nằm ở chợ giấy, cô cầu nguyện cho mẹ suốt, cô thương mẹ Wendy lắm. Chiều nay tự nhiên cô cũng cảm thấy nhớ mẹ con sao sao á cô phải mua hoa và lên thăm mẹ con liền, thương con quá Wendy ơi, nghe con nói mà cô đau lòng đứt ruột thôi cố lên con nhé mẹ phi nhung luôn luôn bên cạnh con đó thương em quá quen đi 22 hai hai đọc lời chia sẻ của em mà chị nghẹn lòng rưng rưng nước mắt cố gắng lên em hãy sống theo cách mà làm cho mẹ vui vẻ an lòng em nhé tình yêu thương của mẹ bao la rộng lớn ai mẹ cũng yêu thương ôm vào lòng che chở sẻ trên những gì tốt đẹp mà mẹ có được nhưng chắc chắn em là người mà mẹ yêu thương nhất trên đời khúc ruột duy nhất giọt máu duy nhất của mẹ để lại cho đời mà cố lên em ở nơi ấy chắc chắn mẹ cũng rất nhớ em và thương em lắm đó niềm tự hào lớn lao của mẹ wendy à. Cố lên, đều biết, sau khi cố ca sĩ Phi Nhung qua đời, Wendy Phạm đã thành mẹ đảm theo những điều cố ca sĩ còn chưa hoàn thành ấp sinh thời. Theo chia sẻ, tất cả số tiền trong tang lễ của cố ca sĩ Phi Nhung đã được gửi vào quỹ từ thiện Phi Nhung, Wendy Phạm phần còn lại dùng để làm từ thiện, còn một nửa Wendy để dành lo cho các em nuôi đang sống tại Việt Nam. Bản tin của kênh tin tức ngày hôm nay xin kết lại, xin cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và ủng hộ, xin hãy bấm nút đăng ký và chia sẻ để nhận được những tin tức mới nhất trong ngày ạ. Và...